Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 7 tháng 3 trên kênh Mr. Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai là tin gió mùa Đông Bắc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa ở Bắc Bộ tập trung vào đêm và sáng sớm. Trung Trung Bộ từ ngày mai đến ngày mùng 8 tháng 3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các quận tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ ngày mai đến ngày mùng 8 tháng 3 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Vùng núi phía Bắc có nơi từ 11 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Từ gần sáng mai mùng 7 tháng 3, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ chiều mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến sáng ngày mai, có mưa rào và dông. Từ ngày mai đến ngày 8 tháng 3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá là cấp 1.